Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Mu sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà nói được ba cái cụm từ này khi mà mình vào câu trong tiếng Anh. Thực ra thì khi mà mình nói tiếng Anh, mình đọc ra từng từ nó rất là rõ ràng thì ai cũng hiểu được, nhưng mà có một cái vấn đề ở đây, đó là mình đọc sẽ vất vả, nghe nó nặng nề. Ví dụ mình đọc này là all of us, đúng không ạ? Mình cố gắng mình đọc từng từ, mình dặn từng từ. Và đây không phải là cách mà người bản xứ nói tiếng Anh. Chúng ta học cách người bản xứ nói tiếng Anh để chúng ta nghe họ, hiểu họ dễ dàng hơn, đồng thời giúp cho cái việc nói của chúng ta trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thì khi mà mình ta đọc ba cái cụm từ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết để đọc nhé. Nào, đầu tiên là tất cả chúng tôi thì sẽ đọc thế nào? Hay phải nói là all of us thì họ sẽ nối âm luôn này. All of us. Ví dụ, all of us want to eat. Hoặc là các bạn để ý want to có thể đọc là wanna. All of us wanna eat. Peter, you saved all of us. Hay là tiếp theo cụm từ most of us, cũng tương tự, người ta cũng sử dụng cái hiện tượng là nối âm ở đây, đọc là most of us, most of us, most of us. Và ghép vào thành câu most of us wanna eat. Most of us agree. Cuối cùng là cụm none of us, không ai trong chúng tôi hết, thì mình sẽ đọc như thế nào? Mình sẽ đọc là none of us. Đó, nghe nó hơi khó một chút, nhưng các bạn tập trung vào cái phần none này cho mình để cho biết là không ai trong chúng ta, đúng không? None of us. There's a war going on out there that none of us are safe from. Như vậy thì sơ lược mình đã hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể nghe và hiểu được cũng như là biết cách nối âm trong ba cái cụm từ này trong tiếng Anh thực tế nhé. All of us, most of us, none of us. Muốn chúc các bạn học tiếng Anh vui và cảm ơn các bạn theo dõi video ngày hôm nay. Bye.